Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình thì hôm nay mình sẽ là một quay lại khung cảnh con đường ho ở phía bên trong khu đô thị Sunny Garden City để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Chúc ông bà của chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà của chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Đây là con đường ở phía bên trong khu đô thị Sunny Garden City thì mình sẽ di chuyển trên con đường này để quay lại các cái loài hoa đang nở ở phía bên trong khu đô thị này, thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cái này nhé. Hôm nay mình mời cả nhà cùng ngắm hoa với mình thì mình vừa quay vừa di chuyển vừa đi thì nó bị rung lắc, cả nhà thấy xem bị rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cái này nhé. Đây là các cái loại hoa hồng được trồng ở hai bên đường vào phía trước của các căn biệt thự nhà cao tầng ở trong khu đô thị này cả nhà. Khu đô thị này là khu đô thị cao cấp cả nhà nhé, dành cho những người đại gia có tiền để mua những căn biệt thự ở phía bên trong khu đô thị này. Và khu đô thị này thì xe hơi đậu rất là nhiều luôn cả nhà nhé. Ở phía trước của các cái căn thì có những loài hoa và cảnh rất là đẹp. Kênh đô thị ở trong đây có kênh biệt thự song lập và biệt thự đơn lập ở trong cái khu này rất là nhiều luôn các bạn nhé, và các cái kênh biệt thự liền kề. Thì mình vừa đi vừa quay có những loại hoa ở trên đây thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay các bạn nhé.
Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc cả nhà xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để dõi theo những video hay mới nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà xem các video mới tiếp theo trên kênh của mình.